quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thị xã Mỹ Hào. Dự tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lữ có các đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Doãn Anh Quân, Bí thư huyện ủy Tiên Lữ, Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lữ kiến nghị một số vấn đề về quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm, đảm bảo tái định cư sớm ổn định cuộc sống, hoàn thành sửa chữa sớm một số tuyến đường do huyện quản lý hiện đã xuống cấp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến trân trọng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, giải đáp làm rõ những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị huyện Tiên Lữ tiếp thu và có biện pháp giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tiếp xúc với cử tri hai xã Tiên Tiến và Đình Cao, huyện Phù Cừ, có các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình và kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri hai xã Đình Cao, Tiên Tiến đã đề xuất kiến nghị cần kiểm tra, thiết kế lại cống tiêu thoát nước thôn Hoàng Các và cống Trà Du, quy hoạch nghĩa trang mới thôn Duyên Linh để tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng xây dựng đường Tân Phúc – Võng Phan, đầu tư cải tạo lại tuyến đường phía Nam thôn Văn Sa, đầu tư xây mới trạm y tế xã Tiên Tiến đã xuống cấp, sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại huyện Phù Cừ để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Những ý kiến của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện tiếp thu, giải đáp và tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự tiếp xúc với cử tri hai phường Phan Đình Phùng và Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, có các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, Phạm Khắc Huân, Phó Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phan Đình Phùng và Nhân Hòa, kiến nghị một số nội dung, đó là đề nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phú Hối, có giải pháp khắc phục tình trạng tồn đọng rác thải do nhà máy xử lý rác thải đã xuống cấp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trân trọng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, giải đáp làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.